Hello anh em thợ sửa máy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người renew SM về trắng khi chúng ta đã mới thay thế bộ ECU ở xe Vision hoặc bất kỳ dòng xe ga nào ha. Nó sẽ kêu một bíp dài, ngắn, ngắn, dài. Đó, có nghĩa là chúng ta lúc này chưa đồng bộ giữa ECU và SM. Đây các bạn thấy không, nó sẽ kêu ha. Đó. Rồi, cực kỳ đơn giản. Thì lúc này các bạn sẽ làm cái gì? Các bạn sẽ lấy cái dây nguồn, các bạn sẽ kẹp âm dương bình ắc quy đặc biệt trên xe. Các bạn sẽ cấp nguồn cho thiết bị máy Ecicam Pro phiên bản V3. Rồi lúc này các bạn sẽ cắm trực tiếp vào cổng Calai nha. Đó, cổng Calai DLC như thế này. Đó, bất kỳ dòng xe nào. Rồi lúc này các bạn để ý ở đây là Ecicam. Đó, chúng ta mới thay thế hộp ECU khi xe này bị mất hộp ECU mang vào, thì lúc này có nghĩa là chưa đồng bộ. Thì có nghĩa là lúc này chúng ta phải renew, đúng không ạ? Để làm trắng con SM này như sản xuất khi chúng ta mới mua ở trong head về. Rồi thì lúc này anh em phải làm cái gì để chúng ta renew được khi chúng ta sử dụng trên sản phẩm Ecicam nhỏ gọn Pro V3. Rồi khi mà chúng ta đã cài đặt ở phiên bản V3 thành công, thì lúc này anh em sẽ vào cái gì? Cái app Ecicam. Chúng ta đóng lại hết ứng dụng, vào Ecicam. Thì đầu tiên chúng ta vào Ecicam thì chúng ta hãy kiểm tra vị trí Bluetooth. Hai cái này chúng ta phải bật lên. Nếu có wifi thì bật, không có wifi thì tắt cũng được ha. Rồi, chúng ta sẽ vào Ecicam. Khi chúng ta đã cập nhật lên V3 thì chúng ta sẽ được renew và đồng thời đọc SM ID. Đó, kiểm tra thông tin này. Đó, yeah. Đấy, ok, chúng ta đã lên V3 đầy đủ hết rồi. Đấy, anh em nhìn thấy không? Khi chúng ta đã bấm vào, đấy, Ecicam V3 ra mắt, đã kích hoạt. Rồi, lúc này các bạn thoát ra, ngắt. Yeah. Các bạn sẽ vào Smoky và ECU. Rồi, các bạn muốn làm gì? Các bạn renew SM. Đó, renew SM. Bấm vào đây làm trắng. Các bạn phải tắt khóa điện. Đúng rồi, khóa điện lúc này các bạn đang tắt ở trạng thái off. Các bạn bấm tiếp tục. Rồi, làm mới bước xem, bật khóa điện. Đấy, chúng ta sẽ bật khóa điện, bật. Rồi, các bạn lúc này SM sẽ đang làm trắng. Đó. Không đồng bộ mà. Đấy, renew SM làm trắng. Rồi các bạn chờ trong giây lát ha. Rồi các bạn nhìn thấy cái đèn đó, màu xanh đang nhấp nháy. Đây, làm trắng SM thành công. Các bạn nhìn thấy hay không đó. Để đồng bộ hệ thống trên xe đấy, cực kỳ đơn giản không? Làm trắng SM thành công. Thử lắp lại để đồng bộ. Đấy, rồi các bạn thấy tuyệt vời không? Rồi lúc này các bạn có nghĩa gì? Rồi các bạn rút rắc DLC ra. Rồi ra khỏi máy. Ok. Và lúc này các bạn, nhiệm vụ của các bạn sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tắt núm khóa. Chúng ta sẽ bật lại. Chút. Wow, vẫn chưa đồng bộ. Tắt, bật lên. Rồi cái thứ hai, các bạn nhìn thấy không kêu không? Lúc này đã đồng bộ nha. Bơm sang nước bơm, thì lúc này việc của các bạn chỉ cần bấm nút để. Các bạn thấy tuyệt vời không? Anh em nào nâng cấp lên phiên bản V3 của Ecicam Pro thì các bạn liên hệ cho mình ngay, tích tắc trong vòng chưa đầy một phút thì chúng ta đã renew trắng SM về không. Và chúng ta chỉ cần tắt bật khóa điện, tắt bật khóa điện lần thứ hai thì tự động sẽ đồng bộ giữa SM ID và SM và ECU ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Anh em nào cảm thấy hay thì vui lòng liên hệ mình nha. Đó, thank you tất cả anh em.